Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi vừa hoàn thành ngày đầu tiên tập huấn ở Móng Cái. Sáng chúng tôi vừa mới tráng miệng 5 cây số. Tinh thần của đội đang rất là lên cao. Và chúng tôi xin giới thiệu đây là thầy ông già Tuyết. Đây là thầy Hoàn, một người thầy Thọ, một người thầy mà chúng tôi rất kính trọng. Và sở trường của thầy là những cái bài khởi động có thể dài đến 40 phút. Đặc điểm của thầy là lúc nào thầy cười là thầy đang rất cáu. Thầy đang cáu lắm rồi đây này. Và thầy Hoàn nữa rồi. Kì kìa. Đây là quay ở với cả video rồi này. Quay rồi. Còn đây là thầy Hoàn, phụ trách tổ văn thể Mỹ của đội. Thầy có những cái bài nhảy hip hop trên nền nhạc cải lương rất là tuyệt vời. Không khí của đội các bạn thấy là rất là vui. Đây là Văn Việt, hậu vệ trái xuất sắc nhất V-League năm vừa rồi. Anh Quang Hải đâu? Phía đằng xa là anh Quang Hải, anh đang mơ đến quả bóng vàng ở tuổi 30. Đây là Mà Hồng Quân, anh cũng mơ một quả bóng vàng cũng ở độ tuổi 30. Chào bạn, ngày mai chúng tôi sẽ gặp lại các bạn sau. Đây,